Ba xe đưa đón học sinh ở Hà Nội bị đập vỡ kính, đèn chiếu hậu. Sau Google đến lượt Mozilla kiểm duyệt Tổng thống Trump. Luật sư Liluut khi Tổng thống Trump nói hãy lắng nghe cẩn thận. Các dân biểu đảng dân chủ sau công bố điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Cựu giám đốc công nghệ của tập đoàn quốc phòng Ý khai nhận đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ngoại trưởng Pompeo dỡ bỏ các hạn chế đối với việc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ với các quan chức Đài Loan. Kính thưa quý vị khán thính giả, đang theo dõi mục điểm tin trưa ngày 10 tháng 1 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Chỉ trong khoảng một tuần, 3 xe ô tô đưa đón học sinh ở Hà Nội bị người lạ đập vỡ kính hậu, gương chiếu hậu. Phản ánh với phóng viên dân trí, anh Hát, chú tại quận Ba Đình cho biết, xe anh điều khiển bị người lạ đập phá vào chiều ngày 30 tháng 12, 2020, trong khu đô thị Trung Văn thuộc phường Trung Văn, quận Nam Tử Liên. Anh Hát nói, sau khi đi ăn trưa rồi quay trở lại khu đô thị, tôi thấy chiếc xe bị ai đó đập vỡ kính hậu, một bên đèn hậu, kiểm tra xung quanh, tôi phát hiện chiếc xe đưa đón khác do tài xế mờ điều khiển cũng bị vỡ đèn hậu. Gần hiện trường, nhiều viên gạch còn vương vãi khắp nơi riêng chi phí sửa chữa thay thế kính và đèn hậu cho hai chiếc xe vào khoảng gần 8 triệu đồng. Anh Hát nói thêm, nhiều năm nay tôi cùng các đồng nghiệp thường đỗ xe ở khu đô thị để thuận tiện việc đưa đón học sinh gần đó. Đến trưa ngày 30 tháng 12, lần đầu tiên xảy ra việc xe ô tô của tôi cùng đồng nghiệp bị đập phá. Theo lời anh Hát, khoảng một tuần sau khi vụ việc trên xảy ra, lại có thêm một xe ô tô đưa đón học sinh cũng bị đập vỡ kính hậu. Anh Hát cũng khẳng định mình không mâu thuẫn với bất kỳ ai. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết, hôm nay mùng 10 tháng 1 ở miền Bắc, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu do không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Cụ thể, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi là từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết bằng giá. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ, Dây Nguyên đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ. Mozilla, nhà phát triển trình duyệt Firefox, cho biết phải làm nhiều hơn nữa để loại bỏ Tổng thống Trump và những kẻ xấu khác trên không gian mạng. Mozilla trong một tuyên bố cho biết tình trạng bất ổn tại Điện Capitol là đỉnh điểm của một chiến dịch thông tin sai lệch kéo dài 4 năm do Tổng thống giàn dựng. Mozilla là công ty công nghệ mới nhất lên tiếng kiểm duyệt Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ và những người ủng hộ ông, một điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, Google đã xóa mạng xã hội không kiểm duyệt Parler trên cửa hàng ứng dụng của họ khi có báo cáo Tổng thống Trump tham gia nền tảng này. Apple hiện cũng đã xóa Parler khỏi Apple Store sau khi nền tảng không kiểm duyệt theo yêu cầu của họ. Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump, Facebook và một loạt các nền tảng khác cũng đã đình chỉ tài khoản của ông. Theo báo cáo của Daily, phóng viên của tờ Financial Times, hiện một nhà cung cấp dịch vụ email có tên là Capai Monitor đã đình chỉ tài khoản của chiến dịch Tổng thống Trump vào ngày 7 tháng 1. Một tuyên bố từ công ty xác nhận tài khoản đã bị tạm ngưng nhưng không cho biết lý do. Tổng thống Trump hôm 8 tháng 1 trong một tuyên bố qua Twitter cho biết ông đã đàm phán với nhiều trang mạng xã hội khác và sẽ sớm có một thông báo lớn, đồng thời sẽ xem xét khả năng xây dựng nền tảng mạng xã hội của riêng mình trong tương lai gần. Ông cũng nhấn mạnh ông và những người ủng hộ sẽ không bị bịt miệng. Luật sư Linwood, người gần đây đã lần lượt tung ra các bằng chứng bê bối trong chính trường Mỹ hôm 9 tháng 1 trên mạng xã hội Parler khẳng định Tổng thống Trump sẽ tại vị thêm 4 năm nữa, đồng thời lưu ý khi Tổng thống Trump nói hãy lắng nghe cẩn thận. Ông viết, hôm nay là một ngày tốt để cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng tiết lộ mọi lời nói dối. Hiện tại, chúng ta có một Tổng thống. Tổng thống của chúng ta là Donald Trump, khi ông ấy nói, hãy lắng nghe cẩn thận. Tổng thống phải thực hiện các bước để bảo vệ nền hiến pháp và bảo vệ quyền tự do của chúng ta. Bỏ qua MSM, ám chỉ truyền thông cánh tả, họ là những kẻ dối trá. Luật sư Linh Hút kêu gọi, để được an toàn, có nước, thức ăn dài từ 10 đến 12 ngày, tôi hy vọng điều đó là không cần thiết nhưng hoàn toàn có khả năng những kẻ xấu tạo ra bạo lực ở các thành phố lớn của chúng ta. Ông cũng nhấn mạnh, hãy tin tưởng Tổng thống Trump nhưng cuối cùng bạn phải tin cậy Chúa. Khi một số thấy hỗn loạn, bạn sẽ thấy một kế hoạch. Tổng thống trăm đã tái đắc cử trong một chiến thắng vang dội. Ông ấy sẽ phục vụ 4 năm nữa. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trước tiên phải dọn dẹp mỡ hỗn độn được tạo ra trong nhiều năm bởi những kẻ xấu bên thứ ba, những người cộng sản và những kẻ phản bội. Ông ấy sẽ chúa phủ hộ bạn. Hiện Quốc hội Mỹ đã công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, có trật tự và liền mạch, nhưng chưa bao giờ nhắc đến tên của ông Joe Biden. Đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện sẽ công bố điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump theo hiến pháp vào ngày 11 tháng 1, 5 ngày sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol. Dân biểu Thales của California, Đảng viên Dân Chủ thông báo trên Twitter rằng ít nhất 180 nhà lập pháp đã đồng thuận với đề xuất luận tội Tổng thống Trump. Nghị quyết luận tội người đứng đầu Tòa Bạch Ốc dự kiến được trình lên Hạ viện vào ngày 11 tháng 1. Dân biểu Liễu là một trong những thành viên của Đảng Dân Chủ tích cực tham gia vào quá trình đề xuất và luận tội Tổng thống Trump tại Hạ viện hồi tháng 12, năm 2019. Quá trình này sau đó thất bại vì Tổng thống Trump được tuyên bố vô tội tại Thượng viện. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên dân chủ khác đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn tu trình án thứ 25 để chuất phế Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Pen không đồng ý với phương án này. Tờ Bucalupo đưa tin, Arturo Dielia, cựu giám đốc bộ phận công nghệ thông tin của công ty hàng không vũ trụ Ý Leonardo Spa, mới đây trong lời khai đã xác nhận việc ông ta đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Nhà báo điều tra Raga Rogan đã đăng một bức ảnh chụp bản tuyên thệ do luật sư Afio Duuso. Nếu chi tiết lời khai đã tuyên thệ của Dielia được ký ngày 6 tháng 1 năm 2021. Lời khai nêu, vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của các nhân viên Hoa Kỳ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Delia đã tiến hành hoạt động thay đổi dữ liệu bầu cử tại Mỹ hôm 3 tháng 11 năm 2020, hòng chuyển một chiến thắng cách biệt đáng kể của Donald Trump cho Joe Biden tại một số tiểu bang nơi Joe Biden đang bị dẫn trước về tổng số phiếu bầu. Arturo Delia đã thừa nhận những cáo buộc chống lại ông ta ở Naples, Ý, trong đó bao gồm hoạt động thao túng dữ liệu và cài virus vào các máy tính căn bản của Leonardo Spa. Bị cáo không chỉ sẵn sàng giải thích chi tiết vụ việc mà còn tình nguyện giúp đỡ trong quá trình điều tra với điều kiện có được sự bảo vệ cần thiết cho bản thân và gia đình. Như một biện pháp đề phòng, Arturo đã gửi một bản sao dữ liệu gốc và dữ liệu bầu cử sau khi thay đổi tại một vị trí bí mật, trong trường hợp tòa án yêu cầu nộp những số liệu này. Theo chia sẻ trên diễn đàn Globetax vào ngày 7 tháng 1, bị cáo trên thực tế đã bắt đầu khai báo từ ngày 5 tháng 12. Bị cáo cho biết mình không chỉ thay đổi dữ liệu phiếu bầu của Joe Biden, mà còn xâm nhập vào lấy cắp thông tin bí mật từ 94 máy tính khác do Leonardo sở hữu. Giới chức Ý đã theo dõi người này một thời gian dài và đã thu thập bằng chứng chống lại ông ta từ năm 2017, trước khi ông ta bị cảnh sát bắt giữ. Công ty quốc phòng Leonardo của Ý được xem là công ty lớn thứ 11 trên thế giới Giới Bob Time đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 9 tháng 1 tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế về tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và những người đồng cấp Đài Loan. Động thái này được cho là có thể khiến Bắc Kinh tức giận và làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ông Pompeo cho biết trong vài thập kỷ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạo ra những hạn chế phức tạp trong nội bộ cho các nhà ngoại giao Mỹ và các viên chức khác trong tương tác với đối tác Đài Loan. Ông nói. Chính phủ Mỹ đã thực hiện những hành động này một cách đơn phương trong nỗ lực nhằm xoa dịu Bắc Kinh. Ông tuyên bố, hôm nay tôi thông báo rằng tôi sẽ dỡ bỏ tất cả hạn chế tự áp đặt này. Văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở Washington cho biết động thái trên cho thấy sức mạnh và chiều sâu trong quan hệ giữa Washington và Đài Bắc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Kras sẽ thăm Đài Loan vào tuần tới và có các cuộc gặp với lãnh đạo hòn đảo. Phản ứng với kế hoạch chuyến thăm này, phía Trung Quốc đại lục hôm 7 tháng 1 đã cảnh báo Mỹ đang đùa với lửa. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết và phản đối bất kỳ liên hệ chính thức nào của Hoa Kỳ với hòn đảo này. Theo Reuters, Cuba ngày 8 tháng 1 đã ký một thỏa thuận với Iran để chuyển giao công nghệ ứng viên vaccine COVID, tiên tiến nhất của họ là Soberana 2 cho Tehran. Nước này cũng cho biết sẽ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho chế phẩm này ở Iran. Các quan chức Cuba cho biết, sau khi Soberana 2 ứng viên vaccine vượt bậc nhất của họ được hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2 vào ngày 22 tháng 12. Nó sẽ được thử nghiệm trong giai đoạn 3 với khoảng 150.000 người ở thủ đô Havana. Thỏa thuận hợp tác hôm thứ Sáu đã được ký kết giữa Viện Vaccine Finlay của Cuba và Viện Pasteur của Iran. Truyền thông Iran trích lời người phát ngôn Bộ Y tế Kianus Zahapu cho biết 50.000 tình nguyện viên sẽ thực hiện tuyển dụng để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Iran Cuba chưa nói về việc nhập khẩu vaccine từ bên ngoài và cho biết họ có ý định bắt đầu tiêm vaccine ngừa virus cúm Vũ Hán cho người dân bằng vaccine họ tự bào chế trong nửa đầu năm nay. Bản tin trưa ngày 9 tháng 1 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.